Hồ Hoàn Kiếm là một thắng cảnh của Hà Nội với những dấu tích lịch sử một thời. Tòa nhà bưu điện với chiếc đồng hồ phần nào làm cho cảnh quan hồ đẹp hơn, thu hút hơn. Những người sống quanh phố cổ cũng như những ai đi qua thường có thói quen nhìn lên chiếc đồng hồ để biết giờ. Có lẽ bởi vậy mà tháp đồng hồ cổ kính trên tòa nhà bưu điện nằm bên hồ cũng đi vào tâm trí nhiều người Hà Nội và cả những du khách đã có dịp đặt chân tới đây. Hơn 30 năm nay, chiếc đồng hồ vẫn hoạt động miệt mài không ngừng nghỉ và trở thành tiếng chuông chung cho cuộc sống ở thủ đô. Nhưng chiếc đồng hồ ấy được lắp đặt từ bao giờ, vận hành ra sao? Vì sao bằng ấy năm chiếc đồng hồ vẫn chính xác từng phút? Những điều đó không phải ai cũng biết được câu trả lời. Từ khi mình đến đây mình đã thấy nó có sẵn rồi đó, và cứ đến cái đi qua là mình nhìn thấy là mình theo giờ, là mình nhìn lên để mình xem giờ thôi, chứ mình cũng không biết là ai là người là làm ra chiếc đồng hồ này, hoặc là rằng là nó có đặt đây vào đây từ lúc nào. Như bạn thấy đấy, tôi không có đồng hồ đeo tay. Vì đang đi du lịch nên mỗi khi đến gần đây, tôi rất hay nhìn lên chiếc đồng hồ này để biết thời gian. Có một thời khi đất nước còn nhiều khó khăn, không phải gia đình nào cũng có chiếc đồng hồ báo thức, chứ chưa nói tới chiếc đồng hồ treo tường. Người dân Hà Nội lúc đó đều lắng nghe tiếng chuông chung phát ra từ chiếc đồng hồ nhà bưu điện bờ hồ để biết thời khắc của ngày. Bởi vậy, không chỉ quen thuộc, tiếng chuông còn trở nên thiêng liêng trong tâm thức biết bao người. Cái thời ngày xưa, thời bao cấp ấy, thì không phải là ai cũng có đồng hồ. Cho nên là đi làm đi qua đây rồi, hoặc là đi làm về thì cứ được nhìn cái đồng hồ bưu điện thì là mình biết giờ hàng ngày. Không những là nó là thiết thực với người dân ở quanh cái khu vực bờ hồ, mà lại cả những cái người mà đi qua bờ hồ đều được thấy rằng là cái thời gian của mình. Bây giờ cũng có tuổi, thế thỉnh thoảng hàng năm có đi với cái giao thừa, thì thật sự đến lúc mà cái giờ phút giao thừa là cái giờ phút thiêng liêng, thì khi mà nhìn cái đồng hồ hai cái kim nó chạm nhau và những cường đồng tiếng chuông nó điểm ấy, thì nó cảm thấy cho mọi người cảm thấy nó có thiêng liêng một cái gì đó, nó đón nhận những không khí mới của cái vận hội của đất nước cũng như là mỗi cá nhân mình. Đầu năm 1978, khi hoàn thiện nhà bưu điện Hà Nội, Trung Quốc tặng nhân dân thủ đô chiếc đồng hồ lớn này. Thời đó, nhà bưu điện là vị trí gần như cao nhất Hà Nội, nên ở từ rất xa, người ta vẫn có thể nhìn thấy tháp đồng hồ trên nóc tòa nhà uy nghi này. Với quyết tâm cao của bưu điện thành phố, đội ngũ công nhân lắp ráp có tay nghề vững, đúng ngày Quốc khánh năm 1978, chiếc đồng hồ này đã ngân lên tiếng chuông đầu tiên. Để giữ tiếng chuông ngân nga đều nhịp, theo đúng chu trình của nó, một tổ đồng hồ đã ra đời gồm 12 người. Trong đó, những người trực tiếp tiếp quản chăm sóc chiếc đồng hồ này là 5 nhân viên nữ. Chiếc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện Hà Nội là cả một hệ thống gồm 3 chiếc đồng hồ độc lập hoạt động tách biệt nhau, đều được điều khiển từ một đồng hồ mẹ nằm ở tầng 1. Bốn mặt của đồng hồ là 4 dàn loa phóng thanh, tổng cộng có 16 chiếc. Hiện tổ quản lý điện thuộc văn phòng bưu điện Hà Nội, ngoài nhiệm vụ cung ứng điện cho toàn bộ hệ thống tại 75 Đinh Tiên Hoàng, còn có nhiệm vụ duy trì sự sống của chiếc đồng hồ đã có tuổi thọ hơn 30 năm. Mỗi ngày, không kể nắng mưa, công nhân trong tổ đều lên tháp đồng hồ kiểm tra 2 lần. Hiện nay, đa số những thiết bị trong lòng tháp vẫn nguyên vẹn như khi mới lắp đặt. Bây giờ nó tách thuộc về văn phòng, nó là bộ phận quản lý điện. Còn dưới tầng 1 này là căn phòng chứa đồng hồ mẹ. Kể từ ngày lắp đặt hệ thống đồng hồ này, nhiệt độ trong phòng luôn phải duy trì ở mức dưới 27 độ C. Bởi nếu nhiệt độ cao quá hoặc thấp quá đều ảnh hưởng tới sự chính xác của chiếc đồng hồ. Chính vì được chăm sóc và bảo quản một cách đặc biệt và thường xuyên như thế,
nên chiếc đồng hồ rất hiếm khi có sai số. Bốn mặt của chiếc đồng hồ lúc nào cũng chuẩn giờ và cùng ngân vang tiếng chuông, tiếng nhạc đúng nhịp thời gian. Cả năm cô nhân viên làm việc trong tổ đồng hồ từ khi lắp đặt đều đã nghỉ công tác. Nhưng những năm tháng gắn bó với chiếc đồng hồ đã vun đắp cho tình cảm chị em trong họ thêm sâu đậm. Đến giờ, ở cái tuổi xế chiều, họ vẫn thường xuyên thăm hỏi nhau. Trong những buổi gặp mặt ấy, ngoài câu chuyện về cuộc sống gia đình thì không thể thiếu những kỷ niệm về ngày tháng công tác tại tổ đồng hồ bưu điện và về chiếc đồng hồ. Chỉ là chiếc đồng hồ cơ đó thôi, nhưng với họ là cả một tình yêu lớn. Mỗi một năm mà cứ đến lúc mà các cô được trực giao thừa đấy, trong cái lúc đấy đúng các cô thấy trách nhiệm mình cao lắm. Cô còn nhớ có một lần cô với một ông đội xưởng phó đấy, hai anh em trực, xong đến lúc cái kim đồng hồ nó dựng lên một cái thì tự nhiên nó tắt đèn. Ôi dồi ôi, tất cả mọi người ở trên mặt trần cái nhà đấy nhao lên, nhưng mà cũng không làm gì được nữa, bởi vì là đã đến giờ chuông nhạc và chuyển giao thừa sang ngày hôm sau. Khi những người dân rất là bình thường, họ thấy đồng hồ sai lệch một cái, họ gọi điện đến họ hỏi. Họ bảo là họ trông thấy cái mặt quay ra hướng bờ hồ hay là quay ra cái ngày đấy là còn Bách Hóa Tổng Hợp là sai, hay là quay ra vườn hoa sai. Thế là từ đấy thì mọi người mới thấy như là cái tầm của nó là rất là quan trọng. Thì mình cũng cố gắng làm sao cho những cái giờ giấc lúc nào nó cũng phải là chuẩn, vì mình cảm thấy đấy là như là cái bộ mặt của thành phố rồi. Các cô phải lên là 6 giờ sáng này, 9 giờ sáng này, 15 giờ chiều này và 18 giờ chiều. Tức là bình thường là phải lên 4 giờ, 9 giờ tối nữa, 21 giờ nữa. Thế còn thì bình thường mà lúc nào nó hỏng thì kể cả nửa đêm một ngày phải lên, một mình cũng phải lên. Mưa bão phải lên. Mưa bão các cô nhiều hôm mưa cũng bùng gió to nhé. Giạt gió to các cô phải bò ở cái sàn đấy, các cô đi lên bởi vì sợ sàn xét nó đánh ấy. Nói đến này. Vâng, tại vì không nói con khóc thì vâng, con chồng rất nguy hiểm. Phải bò đi, đứng con, lên là... Đứng những cái bóng ngã, không chúng đứng lên được thì là... Nói tôi thì cứ chỉ nghĩ rằng là nó quá sức với mình. Nghĩ bây giờ thì nghĩ là đúng là nó quá sức. Nhiều cái nó quá sức đối với người đàn bà. Không để tìm nhà máy này để... Đã hơn 30 năm trôi qua, tiếng chuông đồng hồ bưu điện vẫn vang lên mỗi ngày. Nhưng chỉ những ai yêu Hà Nội, nặng lòng với mảnh đất này mới lắng lại để cảm nhận được những giọt chuông ngân nga lẫn trong những thanh âm xô bồ của cuộc sống. Là lúc khoảng độ 6 giờ sáng hay là chiều, những lúc bây giờ ở gần nhà tôi ấy, là tức là tĩnh thì tôi có thể nghe tiếng chuông của nó đổ. Hồ Gươm vẫn luôn là điểm đến ưa thích của không chỉ những người dân thủ đô mà cả với những du khách. Dẫu rằng chiếc đồng hồ trên nóc tòa nhà bưu điện không hiện đại, nhưng không một ai có thể phủ nhận giá trị của nó. Không chỉ là một nét đẹp của Hồ Gươm, chiếc đồng hồ vẫn ngày ngày nhắc nhở mọi người bước theo từng nhịp thời gian để sống.